Xin chào các bạn, hôm nay Hoàng Hà Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc điện thoại Oppo Find 7A. Đây là chiếc hộp của Oppo. Hộp được làm bằng nhựa, khá là cứng cáp và sang trọng. Phía trước chúng ta có logo Oppo. Phía sau chúng ta sẽ có một vài thông tin cơ bản về máy. Máy có mã là X9006, sở hữu màn hình 5,5 inch, độ phân giải Full HD. Và chúng ta sẽ có một phiên bản Oppo Find 7 sẽ sở hữu màn hình 2K. Máy có camera sau 13 megapixel, camera trước 5 megapixel, và có khối lượng khoảng 170g. Bên này chúng ta có một số thông tin về nhà sản xuất, và sau đây mình sẽ mở hộp cho các bạn. Và đây là chiếc Oppo Find 7A của chúng ta. Phụ kiện theo máy chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây chúng ta có hướng dẫn sử dụng nhanh, giới thiệu công nghệ sạc nhanh và một cái thông tin sản phẩm cũng như thẻ bảo hành. Phụ kiện chúng ta có một cái tai nghe, một sợi cáp micro USB. Và mình muốn nói rõ hơn về cái sạc mà Oppo giới thiệu. Nó sẽ sở hữu một cái công nghệ sạc nhanh mà theo Oppo nói là sẽ có thể sạc đầy pin trong vòng 70 phút. Ở đây chúng ta thấy đầu ra của sạc là 5V và 4,5A. Và đây là chiếc điện thoại Oppo Find 7A của chúng ta. Máy sở hữu màn hình 5,5 inch nhưng cho cảm giác cầm trong tay khá thoải mái. Máy có thiết kế khá nam tính với hai đường viền kim loại chạy xung quanh. Nắp lưng máy được làm bằng nhựa, được thiết kế sần. Và chúng ta thấy ở đây có mic phụ, camera 13 megapixel sở hữu công nghệ quay phim 4K, flash kép logo Oppo và giải loa ngoài. Mặt trên chúng ta chỉ có lỗ cắm tai nghe 3,5. Mặt dưới là cổng kết nối micro USB và mic. Và chúng ta cùng đi vào chi tiết bên trong máy. Thì máy sở hữu màn hình Full HD cho chất lượng hình ảnh có thể sánh ngang với các dòng điện thoại cao cấp bây giờ như là Galaxy S5, Z2 hay là M8. Chúng ta cùng tìm hiểu về cái hệ điều hành máy đang chạy, đó là ColorOS 1.2 trên nền tảng phiên bản Android 4.3 với bộ xử lý lõi tứ Snapdragon 801, xung nhịp 2.3, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Chúng ta cùng trải nghiệm một số cái tính năng cơ bản. Đầu tiên đó là camera. Thì máy ngoài các cái chế độ chụp cơ bản thì chúng ta có một chế độ đặc biệt, đó là siêu HD cho độ chi tiết ảnh rất cao. Với chế độ này thì chúng ta cần một vài giây để xử lý hình ảnh. Đây là khi chúng ta chụp ở trong phòng với điều kiện ánh sáng không được tốt lắm. Tiếp theo đó là chế độ quay phim, thì máy có thể quay phim với độ phân giải lên đến 4K. Full HD hoặc là HD hoặc là HDR hay là tính năng quay chậm. Tiếp theo đó chính là trình nghe nhạc. Thì máy sở hữu công nghệ đó là Mac Audio, được giới công nghệ đánh giá rất cao với chất âm cũng như là khả năng tạo bass rất là cao.
Và sau đây tôi sẽ trình diễn cho các bạn một đoạn video để thử xem là chất lượng hình ảnh trên Oppo Find 7A của chúng ta.